Và xin được hân hoan chào đón các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân đã đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Xuân Mậu Tuất 2018 được tổ chức tại Quảng trường Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp, thành phố Hải Phòng ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, chỉ còn chưa đầy 3 giờ đồng hồ nữa là năm 2017 sẽ qua đi và năm mới Mậu Tuất 2018 sẽ ngập tràn trên quê hương Việt Nam. Hòa chung với không khí tưng bừng, phấn khởi của toàn đảng, toàn quân và nhân dân cả nước chào mừng ngày Tết cổ truyền của dân tộc, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng. Đêm nay, Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Xuân Mới Mậu Tuất 2018 với những vũ điệu trẻ trung và những ca khúc mang đậm dấu ấn của mùa xuân, ca ngợi tình yêu, quê hương, đất nước. Chương trình như một món quà đầu năm mới dành tặng cho tất cả quý vị. Và sau đây, chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Xuân Mới Mậu Tuất 2018 xin chính thức được bắt đầu.